Xin chào các bạn. Hôm trước, buổi hôm trước có một số bạn gặp lỗi ở bài lắp 7. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn là bài lắp 7. Thì đây thầy có thư mục suộc là nát demo, trong đó có ba thư mục con. Thư mục thứ nhất là series chứa tất cả các file series, thư mục thứ hai là phông chứa phông chữ và icon. Thư mục thứ ba là thư mục img chứa tất cả các hình ảnh của suộc. Thì thầy sẽ tạo một file html. Rồi tạo ra một file html nha. Thầy đặt tên nha. Demo menu thì trong này có một cái UL là v menu trong UL có li. Trong LI có thẻ A này. Máy tính xách tay. Máy tính xách tay. Điện thoại di động. Quên này quên tạo thẻ A đó. Rồi xong, mình sẽ CSS tạo file CSS style CSS. Rồi trước khi mình CSS thì mình phải link CSS qua đã. Rồi mình sẽ CSS. Mình sẽ CSS cái v menu trước. Rồi padding. Không biết sao. Margin Margin 5 pixel mistype non order radius 3 pixel box around không không 2 pixel gray.
Rồi mình sẽ đến thẻ A về menu background nè. No repeat center 10 pixel display block border bottom px or lens color or lens font size lens decoration 1 năm padding tám pix home variant chạy thử đây. Show review. Giờ nhúng icon các bạn vào phòng anh quay xong để kiếm icon. Đầu tiên các bạn tìm kiếm từ like các bạn tùy lấy icon thấy cái nào đẹp thì lấy là thầy lấy cái icon ra này download về các bạn hóa thử một phòng này này rồi cái mày cần cái mà hover nó giống hình bão ạ gọi storm thử đây Hurricane này có vẻ giống giống này kiến xem có cái nào giống nữa thôi chắc cái đó giống với cái đó đi Download. Rồi các bạn nhúng phông vào phông rồi cô lại làm bên trái các bạn thấy kích thước nó to các bạn chỉnh lại font size của nó background size chứ cho khoảng 18 15px đó nó đẹp rồi thấy không tiếp theo là khi hover về menu hover
trial urana. Hurricane. No repeat. 10 pixel. Center. Border. Bottom. Màu này màu white. Dark color. Orange. Color white. Bone well, bone way, bone. Rồi. Đó, nó bự. Các bạn chỉnh background size nó lại, chỉnh kích thước lại. Cho giống. Đó. Rồi, các bạn thấy không? Chạy chính duyệt thử. Đó, nó chạy này. Rồi đó, CSS, 2 CSS này. Cảm ơn các bạn.